Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cách làm bánh chuối truyền thống của ngày xưa nha các bạn. Chỉ từ những cái nguyên liệu thật là đơn giản thì mình có cái món bánh chuối thật là ngon nha các bạn. Rồi để làm bánh chuối thì đây mình chuẩn bị nửa ký bột gạo. Qua đây là nước cốt dừa mình đã nạo và mình dắt thành cái nước cốt nè các bạn. Lát cái này mình sẽ đi thắng nước cốt nha các bạn. Hoặc là chuối mình chuẩn bị khoảng 10 trái chuối xiêm nó chín mùi các bạn. Nó chuối nó hơi mùi một tí nó sẽ ngon nha các bạn. Còn đây là 200 g đường các bạn. Đây là cái hành lá mình đã sắc nhuyễn và một ít muối nha các bạn. Bây giờ mời các anh chị và các bạn cùng vào bếp làm bánh chuối cùng mình nha. Rồi trước tiên mình sẽ đi khuấy cái bột này lên nha các bạn. Cái đây là cái nước cốt dảo hồi nãy mình dắt nước dừa mình còn chừa lại nè các bạn. Mình sẽ để vào bột mình khuấy cho nó cái bột mình nó béo ra các bạn. Nếu mình không có nước cốt thì mình để bằng nước lạnh nha các bạn. Mình khuấy mà cho cái bột mình nó tan mịn ra nha. Cái bột mình nó hơi lỏng, mình sẽ để thêm một tí nước lạnh lên các bạn. Rồi mình khuấy cho cái bột mình nó tan đều ra là được nha các bạn. Bột mình nó mịn vậy là được các bạn. Rồi ở đây là mấy trái chuối mình đã lột vỏ sạch nè các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ đi đập nha các bạn. Ở đây mình sẽ dùng cái dao các bạn. Mình đập cho nó nhuyễn cái chuối ra các bạn. Cái chuối này mình lựa cái chuối hơi mùi một chút nó ngon hơn cái chuối vừa chín tới nha các bạn. Đập nó dễ nhuyễn nè. Cái này mình có thể để vào cái cối mình xay cũng được các bạn. Hoặc là mình đập như vậy cũng được. Nó mình đập xong mình để vào cái thau bột của mình nha các bạn. Ngoài đây mình đã đập xong các cái quả chuối mình để vào thau bột rồi các bạn. Giờ mình trộn cho nó đều lên nha. Và mình để vào đây 2 muỗng canh đường cát nha các bạn. Và mình để vào một ít muối, này khoảng nửa muỗng cà phê muối nha các bạn. Rồi mình sẽ khuấy đều cho đường nó tan đều nha các bạn. Rồi cái chuối mình có đã được rồi, bây giờ mình sẽ để vào cái sửng mình hấp nha các bạn. Mình sẽ chải cái lá chuối cho nó bít cái mâm của mình để cái bánh cái của mình nó không có chảy xuống dưới nha các bạn. Và tùy theo cái khuôn của các bạn, cái nữa các bạn sẽ làm cái lỗ thông hơi lên cho nó bánh nó mới chín nha các bạn. Mình để vào mình hấp một hồi các bạn, mình sẽ khoét cái lỗ nó cái hơi nó lên nó mới chín nha các bạn.
tại vì này mình chảy cái lá nó bít nè, mình không có phát cái lỗ hơi nó lâu chín dữ lắm các bạn. Mình chỉ cần khoét một cái lỗ nhỏ cho cái hơi hơi nước, cái hơi nó lên là nó cái bánh mình mới chín nha các bạn. Quả đây cái nước mình đã sôi rồi, giờ mình để cái sửng lên mình hấp nha các bạn. Rồi tùy mình để dày hay mỏng, mình hấp khoảng 20 phút tới nửa tiếng là nó sẽ chín nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ đi làm cái nước cốt để mình ăn bánh chuối nha các bạn. Ở đây nước cốt dừa mình đã đổ vào cái chảo này, giờ mình nấu nó sôi lên. Sau đó mình sẽ để đường vào các bạn. Và để một ít muối vào luôn các bạn. Rồi để cho cái nước cốt của mình nó đậm đặc thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh bột năng nha các bạn, bột năng hay bột mì cũng được các bạn. Mình đổ nước vào mình khuấy cho nó tan đều lên các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đổ vào cái chảo nước cốt dừa của mình nha các bạn. Khi mình để cái bột năng vào thì nước cốt của mình nó mới sệt lại, nó mới ngon các bạn. Còn không cái nồi nước cốt của mình nó sẽ lỏng le, nó không ngon nha các bạn. Mình có thể để bột năng hoặc là bột mì vẫn được các bạn. Đây cái nồi nước cốt mình nó đã sệt lại rất là ngon luôn nè các bạn. Mình để đường, mình để một ít muối nha các bạn. Nó mới vừa ăn mới ngon các bạn. Rồi tiếp theo mình để một ít hành lá lên và mình khuấy cho nó sôi lên là được nha các bạn. Qua đây cái bánh mình đã hấp ra xong rồi các bạn. Nhìn cái bánh rất là ngon luôn các bạn. Với món ăn này thì mình tận dụng những cái chuối vườn có sẵn, vừa khô nhà mình cũng có sẵn các bạn. Và mình chỉ cần mua bột nữa là mình sẽ được cái món ăn rất là ngon nha các bạn. Qua video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.